quà này là cái gì nè, chúng ta mở ra cho khán giả biết nè. Quà này là một cái tách sứ thôi, một cái quà nhỏ rồi hy vọng là bạn sẽ thích nó. Thí dụ mà mình có quen nhau, có hẹn hò với nhau á thì mình sẽ còn nhiều quà hơn ở phía sau nữa. Cho nên là cái quà này chỉ là quà ra mắt trước mắt thôi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Lần hẹn thứ hai là phải khắc tên bạn trong một cái chiếc lắc hay gì đó ha. Xin chào tất cả mọi người đang cùng tham gia chương trình. Xin chào chị Ngọc Lan và xin chào chú Huyền Linh. Thì mình tên là Đào Thanh Việt Phương và hiện tại thì mình 25 tuổi và đang là một MC tự do. MC cho nên là cách giới thiệu rất là chuyên nghiệp. Mời nhà trai. Dạ, xin chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan và quý vị khán giả. Em tên là Hồ Đình Huấn, năm nay em 27 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh, chuyên bán về nguyên liệu và gia công cho ngành kim hoàn. Là thợ bạc đó ha? Dạ, thợ bạc. Bên đây thợ bạc à nha. Điểm mạnh điểm yếu là gì à, MC xinh đẹp bên kia? Dạ, nếu như nói về điểm mạnh của bản thân em thì em nghĩ em là một người kiên trì và nỗ lực cho những việc mà mình làm, đồng thời cũng rất là tỉ mỉ và ra được những cái kế hoạch khác nhau trong lúc mà mình làm. Còn về điểm yếu thì bản thân em đôi khi hơi cảm xúc trong việc đưa ra quyết định và hơi chần chừ với những cái điều gì đó mới mà mình mới bắt đầu. Người làm nghệ thuật thì trong công việc đôi khi hay bị cảm xúc nó lấn át lắm, nhưng mà không sao, cảm xúc thì thăng hoa thôi. Còn bạn bên kia? Ưu điểm điểm mạnh của em là hiền lành, hoạt bát, vui vẻ. Em rất là nhiệt tình, thường là mọi người nhờ cái việc gì em cũng hỗ trợ hết mình. Em cũng không có hút thuốc, cũng không có rượu bia, thì tửu lượng em nó rất là yếu. Em uống một cái ly rượu nhỏ thôi là đã muốn xỉn rồi. Em có mấy mối tình rồi? Thật ra là em chưa có mối tình nào cả. Chưa có? Yêu đơn phương thôi. Lúc đó yêu đơn phương đó là từ năm cấp 2 em yêu cho tới năm cấp 3 luôn. Yêu vậy đó, không nói gì luôn à? Không, cũng có tỏ tình mấy lần rồi nhưng mà bạn đó không chấp nhận. Lý do gì bạn không chấp nhận, có hỏi không? Có hỏi thì bạn cũng không có trả lời. Ủa vậy tính ra bé này nó rất là quyết liệt trong tình cảm nha mọi người. Người ta từ chối mấy lần rồi nhưng mà bạn ấy vẫn yêu, vẫn đặt cái niềm tin. Chào em. Vậy mới bằng lĩnh đàn ông chứ. Rất là quyết liệt trong tình yêu đó. Nhưng mà đến cuối cùng sao mà mình bỏ cuộc vậy? Cuối cùng thì bạn đó quen được bạn trai khác rồi. Đó em cũng bỏ cuộc luôn. Không quen là dám cũng tỏ tình tiếp á. Đúng rồi. Dễ thương quá. Một cậu bé dễ thương thế này ha, có duyên thế này mà không thương không yêu thiệt đúng rồi. Nó nghe nè, bữa nào làm cho chị Lan một cái chiếc nhẫn giống y chang vậy đi. Nhẫn này của chị Lan là nhẫn giả đó em. Bây giờ chị muốn làm cái nhẫn thiệt. Bây giờ mình nhìn mẫu này cái mình làm được không? Dạ được chị. Mẫu này lên máy tính làm được hết chị. À vậy đó. Là máy tính nó sẽ kỹ, nó sẽ sắc sảo hơn so với làm chú tay. Bữa nào chú không có cái vòng tay á. Dạ. Chú giống làm chú vòng tay giống vậy ha, chú vòng bự bự chút xíu ha. Chú muốn màu nào cũng lắc, có làm được. Lắc luôn nha. Dạ. Làm sẵn cái nhẫn với lắc luôn ha. Chú muốn màu nào? Màu vàng đó. Màu vàng phong thủy hả? Phong thủy rồi có đính kim cương rồi lên đó. Ha. Mình làm cho chú vòng luôn nha. Nếu mà làm cái nhẫn thì phải làm cái vòng luôn. Thanh toán là Ngọc Lan thanh toán hết. Thôi chú cứ dừng phải rồi chú kỳ luôn. Được không? Được. Ai thanh toán cũng được, miễn miễn có thanh toán được rồi. Có thanh toán là mừng lắm rồi. Dễ thương quá à. Được rồi. Được rồi, thấy nhà trai dễ thương chưa? Tôi lo tôi qua nói chuyện tôi bỏ nhà gái tôi. Nghe vàng vòng cái chạy qua đây liền à. Mình có mấy mối tình rồi mình nói cho bên kia người ta sợ nè. Nếu như nhắc về mối tình mà em có thì chắc là em xin đọc một vài câu thơ của Nguyễn Thiên Ngân đi. Ừ. Có người mà mình yêu nhưng mà không gần được, có người yêu mình nhưng mà không ừ được. Tính tới thời điểm hiện tại thì em cũng chưa trải qua mối tình chính thức nè. Ừ, có những người mình thích nhưng mà họ lại không có biết cái điều đó. Có những người họ thích mình nhưng mà mình lại không có hợp, cũng ngang trái lắm. Đúng rồi, người ta như... kêu là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo á. Nhà gái đó chưa có mối tình nào, bên đây cũng chưa mối tình nào. Đây là một cặp gọi là tiên đồng ngọc nữ đó, nghe không? Còn riêng hết. Cho cái tiêu chí tìm người yêu đi. Tiêu chí của em về một bạn nam đó là bạn sẽ điển trai, có thể đeo mắt kính, cao hơn em. Và giọng nói của bạn ấm áp và truyền cảm. Và nếu như bạn biết nấu ăn thì nó sẽ là một lợi thế. Tại vì em cũng rất là thích được ăn ngon và thưởng thức những cái món ăn khác nhau. Bên đây gần như có hết á. Mình đó có nấu ăn được không? Nấu ăn được nhưng chưa chắc ăn được. Em thì nấu ăn không được nhưng mà việc nhà em làm được hết. Ở nhà thường phụ mẹ dọn dẹp, quét nhà, lau nhà hoặc là rửa chén em làm được. Chưa vậy giỏi rồi. Cái mẫu hình lý tưởng có thích một người nào đó không? Giống người nào đó không? Giống hơn ta. Theo em nghĩ thì sẽ là một diễn viên Trung Quốc là Lưu Học Nghĩa. Biết luôn hả? Đẹp trai, đẹp trai. Đẹp trai. Bên đây người ta dễ thương lắm đó.
Bây giờ quyết định là đi thích đẹp trai hay thích dễ thương? Em thích đẹp trai ạ, thích đẹp trai ạ. Hôm nay cũng đẹp trai à? Nhưng mà em cũng thích đeo trang sức với lại thay đổi trang sức khác nhau mọi khi đi dẫn. Khỏi lo. Trời ơi, đeo đúng bài. Từ chân tới cổ luôn. Rồi giờ tới nhà trai nè, tiêu chí thì sao nè? Tiêu chí của em thì là em cũng không thích một bạn nữ quá đẹp. Vậy là cho em không thích chị đâu đúng không? thường mấy bạn đẹp em giới không tới. Mình đừng, em đừng có vậy, chỉ sợ ta cá tính quá mình khổ thôi. Cá chứ tính quá thì nó khó khăn trong cái sự hòa hợp thôi. Quan trọng là phù hợp với nhau thôi. Rồi gì đừng nữa, đừng lo vụ đẹp. Ngoài ra em cũng thích mấy bạn gái tóc ngắn ngang vai á. Thường em đi ngoài đường mà nhìn mấy bạn mà tóc ngắn là em để ý hoài. Đây Ngọc Lan cũng người đại diện, chứ công nhận Ngọc Lan xinh đẹp dễ thương, dễ thương lắm chứ bộ. Đúng rồi. Trời ơi, bây giờ mình hỏi người thân đi, mở rào cho hai người gặp rồi mặt. Em đi với ai? Dạ, ngày hôm nay thì em có đi với một chị đồng nghiệp. Em chào tất cả mọi người, em chào chú Huyền Linh, chào chị Lan, chào anh. Theo cái quan sát nhìn ở phía bên đây thì cười vui lắm. Cả ngày cười chắc cũng được ha anh ha? Đúng. Lúc đi học cô lúc nào cũng khen cười tươi, bị cô phạt bắt đứng lên cũng cười. Phương là một cô gái rất là dễ thương, nhưng mà Phương ở bên trong của Phương á, lại là một người rất là cá tính. Tức là bạn sẽ rất là thích thử thách, thích trải nghiệm những cái thể loại mới. Thì mình có thấy sợ hãi hay là thấy ngại không? Lúc đầu chắc cũng sẽ ngại đó, nhưng mà nếu mà vượt qua được thì mình nghĩ là sẽ chinh phục được đó. Về sẽ thử thách thôi đó, yên tâm. Cảm ơn em gái nhiều. Còn Huấn đi với ai? Dạ, hiện tại thì em đi với ba, nhưng mà ba em không có bận công việc, không có tới kịp chương trình. Rồi không sao, có chú Quyền Linh. Mở rào. Có một món quà tặng bạn thôi. Mình cũng có chuẩn bị một món quà, nhưng mà món quà này có lẽ là sau cái phần trò chuyện thì mình mới gửi đến cho bạn. Tại vì nó sẽ có cái ý nghĩa của nó, cho nên là mình đợi thêm một xíu thời gian nha. Quà này là cái gì nè, chúng ta mở ra cho khán giả biết nè. Quà này là một cái tách sứ thôi, một cái quà nhỏ rồi, hy vọng là bạn sẽ thích nó. Thí dụ mà mình có quen nhau, có hẹn hò với nhau á, thì mình sẽ còn nhiều quà hơn ở phía sau nữa. À, cho nên là cái quà này chỉ là quà ra mắt trước mắt thôi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Lần hẹn thứ hai là phải khắc tên bạn trong một cái chiếc lắc hay gì đó ha. Dạ. Trong cái chiếc nhẫn hay gì đó. Hai bạn về vị trí ngồi đi. Bạn chia sẻ trước đi, khi mà bạn thấy được Phương thì bạn cảm thấy như thế nào? Mình thấy là bạn cười tươi nè, có cái răng khểnh. Mình bạn gái có răng khểnh lắm. Cảm ơn bạn. Còn thật ra thì đối với Phương thì Phương mới thấy bạn, thì Phương cảm thấy bạn cũng là một người rất là dễ thương, giống như chú Huyền Linh nói. Và bạn cũng có tặng một cái món quà cũng rất là ý nghĩa trong buổi ngày hôm nay, cho nên là Phương cũng cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì anh em đi cho nó tình cảm đi. Dạ. Mới đầu còn hơi ngại xíu. Dạ anh em luôn đi, vô anh em luôn nha. Dạ. Ở bây giờ bạn đã sẵn sàng cho ta, tại vì Phương có chuẩn bị khoảng 100 câu hỏi để hỏi mình á. Thì bạn cứ hỏi đi. Nhưng mà thật ra là nói vui thôi, mình chỉ chuẩn bị vài câu thôi. Nếu như được lựa chọn ba con vật yêu thích đi thì bạn sẽ yêu thích con vật gì? Mình thích nuôi chó với nuôi mèo. À, nuôi chó với nuôi mèo. Vậy thì hiện tại ở nhà bạn có nuôi một con chó hay là một con mèo? Không, nhà mình thì tại vì có em bé đó, cho nên người thân cũng không muốn nuôi chó mèo, sợ bụi lông thú nó bay vô em bé thôi. Phương thì Phương cũng rất là thích nuôi chó. Trước đó thì Phương cũng đã có ba con chó rồi, cho nên là có thể sau này chúng ta có thể cùng nhau nuôi chung một con chó thì cũng được. Rồi hai đứa đứa nuôi ba con, về lo cho chó mèo còn mệt. Rồi hơi đâu thời gian đâu lo cho nhau nữa. Mỗi lần đi chơi gom mấy đứa nhỏ theo luôn. Sẵn tiện dắt chó mèo đi dạo đi chơi luôn chung luôn chú. Hồi xưa thì mình cũng thích chó mèo lắm, nhưng mà ba mẹ lại không cho, sợ phải dọn dẹp này nọ, rồi nuôi chăm sóc thì hơi cực. Ủa gặp nhau ta nói chuyện chó mèo không vậy? Vô chuyện tình yêu đi. Mấy đứa đang hẹn hò đó chứ không phải là chương trình là em yêu động vật. Ta có 2 phút mà vô nói chó mèo không ạ? Câu tiếp theo thì anh hỏi em đi ha. Nãy em nói là em cần một người biết nấu ăn, vậy là em có biết nấu ăn không? Nếu như nói về nấu ăn thì em có thể nấu ăn được. Và cái người mà muốn thử cái món ăn của em cũng là một cái người sẽ rất là chịu chơi á. Tại vì em sẽ sáng tạo từ một cái món ban đầu, nó sẽ ra N cái món khác nhau tùy nguyên liệu có được. Nói chung là ai mà đam mê mạo hiểm á là quen cô này là hợp lắm. Cô này là hay cho những rất là nhiều thử thách. Ăn muốn mạo hiểm thì chuẩn bị thuốc sẵn đi. Ừ, đó. Test nhiều lần rồi cho nên là vẫn đảm bảo an toàn, cho nên là không sao rồi anh.
Rồi giờ hai đứa là hẹn hò nhau sao? Là lần đầu tiên hẹn hò thì hẹn hò ở đâu, có tính chưa? Nếu như được hẹn hò lần đầu tiên thì anh nghĩ là sẽ hẹn ở đâu thì sẽ được. Thật ra thì tình trường của anh nó cũng không có nhiều lắm, cho nên chắc cũng hẹn hò cũng là đi ăn ngoài đường ngoài phố thôi. Sau đó có thể đi ra phố đi bộ, đi dạo vòng vòng ngắm cảnh này nọ. Hiện tại là anh đang ở đâu ta? Hiện tại anh đang ở quận Tân Phú. Có một cái nơi nào anh cảm thấy thú vị ở cái quận Tân Phú của anh không? Cũng không có gì nhiều hết, chỉ có một cái Aeon Mall là hàng Aeon Mall và cái phố ăn thôi. Phố ăn hồi xưa đó là phố ăn 2.000 á, bây giờ chắc không còn 2.000 nữa đâu, lên tới 40.000, 50.000 rồi. Dạ, rồi có nghĩa là mình sẽ có thể đi ăn được đúng không anh? Rồi sẽ cũng đi ăn nhiều. Đúng chủ đề. Dạ. Thật ra thì em cũng là một người rất là thích được đi đây đi đó và trải nghiệm những cái điều mới, cho nên là ví dụ có món ăn nào ngon hoặc là đặc biệt thì cũng có thể cùng nhau đi ăn, cũng sẽ khá là ổn. Em muốn hỏi một câu tiếp theo là không biết là anh có suy nghĩ như thế nào về tình yêu? Thì anh chỉ là muốn tình yêu đến một cách tự nhiên thôi, chứ không kiểu giống như là nhìn mặt nhau cái em hẹn hò với anh không. Thì cái đó trực tiếp quá thì tự nhiên, giống như là sẽ có một điều kiện mình nói chuyện với nhau, làm quen với nhau. Rồi lúc đó thì tới phát triển tình cảm từ từ lên. Cảm ơn anh. Nếu như anh có cơ hội thì anh sẽ có lựa chọn chủ động để tấn công em hay không? Hay là anh sẽ đợi tín hiệu từ em thì anh mới có thể chủ động được? Là lần đầu tiên thì chắc là anh sẽ chủ động đó. Nhưng mà có thể lần thứ sau, lần phía sau sau đó thì anh chưa biết rõ tính em, có nghĩa chắc là em cũng phải nhá xi nhan cho anh chút xíu. Mà em có thích đi du lịch như này nọ không? Em rất là thích đi du lịch. Em đã từng đi rất là nhiều nơi rồi. Là em đi bằng xe khách hay là xe máy? Em đi xe khách cũng có, đi xe máy mà dạng đi phượt cũng có, rồi đi máy bay. Thì cũng được, tại vì anh cũng thích đi du lịch, đi đây đó lắm. Hồi xưa cũng có đi xe máy ra tới Phan Thiết luôn, Nha Trang luôn. Kế hoạch kết hôn khoảng khi nào? Anh có suy nghĩ gì về việc kết hôn không anh? Thật ra là anh cũng chưa tính tới chuyện kết hôn đâu. Anh muốn tìm hiểu trước, rồi mình hợp với nhau không thì mình tính đến nhau. Chứ chuyện kết hôn thì bên anh cũng, bên ba gia đình cũng không có yêu cầu quá cao. Để cho hai người tự nhiên làm quen với nhau thôi, thì rồi đợi chuyện gì tới cũng tới. Em cũng chưa có nghĩ đến cái việc kết hôn, tại vì em vẫn còn muốn được tự do và bay nhảy. Thứ nhất là với cái công việc này hiện tại của em đang làm, và em cũng dự định khoảng tầm 30 tuổi thì mới nghĩ đến cái việc đó. Ủa, năm nay là em bao nhiêu? Năm nay em 25 tuổi. 25, 30 là 5 năm nữa hả? 5 năm nữa rồi. Được không? 5 năm nữa đó, được không? 5 năm nữa cũng được, lúc đó em cũng mới qua 30 xíu thôi. Hợp lý. Bây giờ đó, Huấn bước tới nắm tay bạn gái đi, rồi nói gì nói, tình cảm của mình dành cho bạn ấy nãy giờ đó. Thật ra là anh không biết là em có bấm nút hay không, nhưng mà anh hy vọng là mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu, để coi đối phương như thế nào, để rồi sau đó thì mình có thể tiến tới nghĩ tới chuyện tương lai. Mà có phần nắm tay nữa anh. Vậy hả? Thật ra thì em cũng sẽ giống anh, em sẽ không có thích cái gì nó quá vội vàng. Tức nghĩa là có thể xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay, nhưng mà mới gặp nhau thôi, cho nên là sẽ chưa nói được gì hết. Nhưng mà em vẫn mong muốn có thêm được một người bạn mới, nếu như có mình đã có cơ hội ở đây để gặp nhau. Còn cái việc bấm nút hay không thì sẽ thông qua cái phần tiếp theo thì mình có thể biết được. Nhưng mà em nghĩ là bây giờ em có thể gửi anh cái phần quà mà em đã chuẩn bị rồi. Dạ, trong phần quà này thì sẽ có hai bức tranh. Mỗi bức tranh nó sẽ có một cái ý nghĩa khác nhau. Em sẽ quyết định gửi cho anh cái bức tranh này. Nhưng mà sau khi đợi kết quả bấm nút xong thì mình hãy mở ra nha. Thì em sẽ chia sẻ rõ hơn về cái ý nghĩa của bức tranh. Dạ. Cảm ơn em nha. Cô này rất là tinh tế nha. Phải suy nghĩ cho thật kỹ. Và khi mà đã quyết định thì phải có trách nhiệm với quyết định của mình nha hai bạn. 1 2 3 Trong bức tranh này thì em đã vẽ một cái hình ảnh của hai người. Hai người này có sự thấu hiểu với nhau cho nên là mới ra được cái hình ảnh như vậy. Và kế bên thì nó có một cái đóa hoa cúc trắng. Hoa cúc trắng thì nó sẽ tượng trưng cho một cái tình yêu nhẹ nhàng, và nó sẽ đến từ từ, sẽ xuất phát từ tình bạn nhiều hơn. Và nó cũng có một cái đoạn thơ của Nguyễn Thiên Ngân, thì anh có thể đọc thử cái đoạn thơ đó. Người ơi, bây giờ là mùa hạ, chúng ta đang sống, phút giây không thể quay về. Mình không cần biết ngày mai là một ngày mây đen hay là một ngày nắng mật. Chỉ biết yêu nhau lúc này, chỉ biết rằng như bàn tay cần nắm bàn tay. Nguyễn Thiên Ngân.
Rồi vậy thì hai bàn tay nắm với nhau và hát một bài hát nào đó. Tới chương trình anh cũng có chuẩn bị một bài nho nhỏ dành tặng cho em thôi. Bài Ánh Nắng của anh. Lắng nghe từng nhịp tim em, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Rồi, được rồi. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Hãy nắm tay thật chặt. Hãy làm những gì mà chúng ta đã nói từ nãy giờ. Hãy yêu nhau và chăm sóc mối tình này để đi đến kết quả tốt đẹp. Mời nhà trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào các khán giả. Thì em tên Đinh Văn Hoàn ạ. Em 34 tuổi, em quê Thái Nguyên. Đang làm dược sĩ tại công ty cổ phần dược phẩm 3 tháng 2. Rồi, mời nhà, gái. Em xin chào chương trình. Em tên là Nguyễn Phạm Thanh Lan. Em năm nay 30 tuổi. Hiện đang làm nhân viên văn phòng ở làm công ty ở Long Thành, ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Nhưng mà em đang làm dược sĩ ở đâu? Em đang làm ở Cát Lái ạ. Vậy thì bạn Lan cũng rất là gần luôn á. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta nói về ưu điểm khuyết điểm đi nè. Điểm yếu của em là hơi nóng tính, với lại dễ mau nước mắt. Và điểm mạnh thì... Quên rồi. Mạnh nhiều quá quên rồi. Điểm mạnh là mau nước mắt luôn đó em. Bởi vì khi mà mau nước mắt á là đàn ông họ gọi là cũng yếu mềm lắm. Rồi mời nhà trai, điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em không uống bia, không hút thuốc ạ. Còn điểm yếu thì cũng do nó cũng hơi lành tính quá. Lành tính? Dạ, với có những một số gọi là mình không được dứt khoát kiểu đấy ạ. Nên tính nó hơi bị lưỡng lự một chút. Nhưng mà dược sĩ tức là người bào chế thuốc. Dạ vâng ạ. Rồi đường tình duyên của em sao Hoàng? Dạ thì đường tình của em thì em có 3 mối tình nhưng mà nó cũng thường hay cũng kết thúc nhanh chóng ạ. Dạ. Thì cái mối tình gần đây nhất thì do cái đợt dịch vừa rồi ấy anh, thì do cũng em thì làm ba tại chỗ thì cũng không có điều kiện để như kiểu mình quan tâm hả? Dạ vâng ạ. Nói chung cái con corona này nó chia rẽ cái tình yêu của đôi lứa nhiều lắm đúng không? Đúng rồi. Bên nhà gái sao nè? Bên nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi em? Mối tình thì em những năm học cấp 3 thì em từng có. Nhưng mà mối tình gần đây nhất cách đây là 1 năm. Anh quen cũng được 2 năm ạ. Ồ, rồi sao chia tay? Dạ, cũng không hợp tính cách. Với lại cũng nhiều vấn đề liên quan cho nên là cũng không hợp. Không hợp nhiều vấn đề. Cũng do là không có hợp nhau à. Một vài cái vấn đề. Còn bên đây là 3 mối tình này chắc cũng nhiều vấn đề lắm mới chia tay nè. Chào chị. Chào em. Bây giờ nè, mình trải qua 3 mối tình rồi. Vậy thì bây giờ mình chuẩn bị mình có thêm một cái mối tình mới nữa. Thì cái tiêu chí để mình có bạn gái là gì nè? Em muốn bạn gái là như kiểu cũng dễ thương ạ. Với cũng hay cười. Bên đây hay cười mà hay khóc nữa em? À dạ. Hồi nãy nói vậy đó. Vừa không khóc cười. Vừa cười đó. Tính tình như thế nào? Tính tình thì em như em sợ con gái hơi dữ ạ. Cô kia cũng khóc không à, cũng khóc bất ước à, không có làm. Ừ. Rồi ông làm gì ông nhìn xoáy vô tôi. Tại tôi thấy mắt bà mối cũng hơi hung dữ đó. Tôi dữ lắm. Đó thấy chưa? Tôi là người tôi là hung dữ lắm, đó, tôi nổi tiếng là hung dữ rồi. Đôi khi quá mạnh mẽ trở thành hung dữ luôn á, la tôi hoài luôn á. À dạ. Ừ. Thôi nói chung là những cái tiêu chí của em đưa ra thì chị thấy nhà gái bên chị là có thể là đạt được hết luôn á, tại vì bên đây được rất không? Là hiền lành. Bây giờ em mong muốn mẫu hình á cao không? Tầm độ hơn mấy năm năm. Hơn mấy năm năm có mẫu hình nào giống ai không? Em thích Jenny. Jenny. Jenny là ai? Đẹp lắm, cổ đẹp lắm, cổ đẹp như hả? Tôi vậy đó. Dạ. Phải không? Cũng hơi giống giống đấy chị. Dạ. Cũng hơi giống đấy chị. Hơi giống hả? Dạ. Không, Ngọc Lan cũng đẹp mà. Đẹp, bà mối đẹp. Bước qua đây tôi coi mặt nhà gái cái coi. Thì ông qua đi, tự nhiên ông hung dữ với tôi vậy. À, chào em gái. Dạ, anh chào chú. À, mình mong muốn một mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào nè em gái? Bạn nam, mong muốn bạn nam là cao 1m7. Hơn luôn. Ưa nhìn. Nhìn hoài không chán luôn. Dạ, biết quan tâm, yêu thương em. Cái này chưa biết ạ. Có biết quan tâm người khác không cưng? Dạ thì cũng quan tâm nhưng mà mình cũng phải học thêm cách để quan tâm thêm ạ. Đó, trả lời câu này tôi chịu nè. Chứ mấy ông là ông nó quan tâm lúc đầu thì nó quan tâm đúng lắm rồi. Nhưng mà khi yêu được rồi, sở hữu được rồi á là coi như vô tâm, không thích đàn ông ở chỗ nào. Bạn đó là
thuốc thuốc hay là nhậu nhẹt hay là đôi khi cũng hay, không thích bạn đó là hay bài bạc nữa. Hỏi coi có cờ hồi bạc nãy nói, chè chưa? Hồi nãy nói rồi không có nhậu nhẹt gì á. Cờ bạc có không? Có cờ bạc không? Không ạ. Tết có đánh tiếng lên gì không? Chị dắt gì không? Dạ không ạ. Em trai đi với ai cưng? Dạ thì hôm nay em đi mình ạ. Rồi có anh Nguyễn Linh. Đó, có không mỗi lần. Là gái mình đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với em trai. Dạ, xin chào chú Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan và tất cả mọi người trong phim trường. Anh trai này rất là khá là điển trai đó, mà hiền lành dễ thương nữa. Nhưng mà không biết sau này có dễ thương được sau này hay không thôi. Dạ, về cái phần mà về hung dữ thì anh đừng có quan tâm về vấn đề đó. Tại vì chị em chỉ hung dữ với mấy đứa em ở trong nhà thôi. Tính tình chị em rất là hiền lành và đặc biệt là quan tâm chia sẻ với mọi người trong gia đình, từ những công việc nhỏ nhặt cho đến những công việc khác. Thì anh không phải quan tâm về vấn đề gia đình đâu. Thì anh có thể hình dung ra được cái vấn đề là nữ công gia chánh như thế nào, là chị em là con người như thế. Dạ em xin hết ạ. Hay quá. Hiền lành ha, nhu mì, mặt rất là phúc hậu. Mình nói Lan này nè, Lan này. Còn Lan kia cũng dễ thương ha. Đều có hay ăn hiếp ông Mai thôi. Thôi về đi ha. Ừ, đi về rồi mở rào cho mấy đứa nhỏ gặp nhau. Vậy đi nha. Rồi mở rào. Bắt đầu được đó Hoàng. Tiến tới liền. Dạ, em có quà. Dạ, dạ em cảm ơn. Em có món quà tặng anh. Em xin. Mở quà ra, đứng đó mở quà ra có gì luôn. Em tặng cái đồng hồ. Trời ơi, ngon. Hy vọng sau này em trân trọng những thời gian có. Đeo vô. Thấy chu đáo chưa? Bữa nào bà mối tặng ông Mai cái đồng hồ coi chơi cái coi. Dạ. Quà của anh tặng em là một quyển chuyện cười tiếng Anh, thì để em nghe tiếng Anh để em cười mỗi ngày. Dạ. Thì với lại kèm thêm con gấu bông. Dạ, cảm ơn ạ. Ủa sao tại em tặng cuốn sách tiếng Anh là sao? Dạ, để nghe tiếng Anh xong rồi cười mỗi ngày ạ. Nghe tiếng. Trời ơi, chơi chữ đó mọi người. Nghe, phải nhấn chữ Anh vô nha. Rồi. Mấy bạn trẻ bây giờ hay lắm. Cảm ơn em có nhận xét gì không em? Dạ, em cũng biết nói gì. Anh thấy tính em có vẻ cũng hơi nhẹ nhàng. Dạ. Cũng hay cười dễ thương. Anh... Sao, bạn gái trong lý tưởng của anh á, thì em có đạt được cái phần nào không? Có, thì bởi vì trong yêu cầu của anh cũng ghi là bạn gái hay cười, thì anh thấy với lại dễ thương thì em đều đạt được. Trong vấn đề gia đình á, thì anh có cân bằng được bên nội bên ngoại như thế nào? Sau này thì cũng thoải mái về cái bên nhà anh, bởi vì là bên nhà anh thì anh cũng thoải mái, không phải là vấn đề gia trưởng hay này nọ, nên thành ra chúng ta có thể lâu lâu thì khoảng độ 1-2 năm gì đấy thì mình mới cần phải về ngoài Bắc anh để như kiểu ra mắt ông bà bố mẹ. Dạ. Còn lại bình thường thì cũng không có vấn đề gì cả. Hiện tại công việc của em ở gần nhà, thì sau này ví dụ như sau này mà có lập gia đình thì anh có đồng ý là về chung gần nhà với em không? Thì anh cũng thoải mái, bởi vì là anh vào đây thì cũng có gì thôi. Yeah. Nên thành ra là anh cũng không về cái gọi là cái ràng buộc về cái vị trí địa lý. Yeah. Ý bạn gái họ có thể ở rể được không? Không thì anh cũng không sao cả, bởi vì trước ấy, thì anh cũng cái hồi mà mới vào ấy thì anh ở bên Tân Phú. Yeah. Đấy, nhưng mà sau thì anh khi mà anh làm ở công ty này thì anh cũng chuyển luôn sang bên quận 2 luôn, chứ cũng không có gì phải vướng bận về cái mình chung nơi mình sống cả. Bạn trai thì nhìn rất là phong trần, bởi vì bạn đã có thời gian đi gọi là đi Nga đúng không? Dạ vâng. Đi Nga làm gì Hoàng? Em hồi đấy em đi học ạ. Đi học hả? Học mấy năm ở Nga? Em học 5 năm, nhưng mà do cái đợt hồi đấy em cũng sức khỏe em yếu, hồi đấy em có 50 cân. Nên thành ra là cũng hơi yếu, thành ra cũng phải về sớm ạ. À, chứ Nga đẹp quá, mấy cô gái Nga đẹp quá, tưởng đâu lấy vợ Nga rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Đi qua Nga học rồi có cảm nắng cô nào bảo không? Dạ thì vẫn chưa kịp ạ. Mùa đông Moscow đẹp lắm, cần có hơi ấm phụ nữ chắc cũng quen nhiều lắm đây. Rồi dự định tương lai nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì ở Nhân Trạch thì qua thì cũng đâu có xa đâu anh. Đúng rồi. Dạ nên thành ra là
em thì cũng cứ làm việc ở công ty, nên xong còn mình sau một cái thời gian thì mình có thể tính tới về cái tiếp theo kế hoạch sau này. Thật ra thì Nhân Trạch thì cũng gì chuẩn bị bắt cầu cát lái rồi, Nhân Trạch giờ đất nó cũng lên dữ lắm rồi, chuẩn bị có sân bay nữa. Đã. Thành ra lập nghiệp ở đâu cũng tốt cả. Trong hôn nhân thì em thì tiền thì sẽ do bạn gái giữ, bởi vì em thì em là không phải là thuộc tiếp giữ được tiền đấy, thì thành ra là cô xài dữ lắm hay sao mà giữ tiền không được? Không ạ, thì do là kiểu như là mình cứ thích cái gì đó thì mình mua, mình không nghĩ về toàn kế hoạch ấy chị. Nên thành ra là cũng nên để bạn gái giữ. Nhớ nha, nói câu này nhớ quan nha, quan điểm rõ ràng được. Bạn gái giữ thích không? Dạ thích chứ. Trời bà, dạ thích chứ. Cái tính của em thì thường là người ta bảo thì em mới làm, nên thành ra là khi mà bạn nữ mà cần em, tức là kiểu cần em phụ giúp ấy, thì bạn nữ nói thì em sẵn sàng phụ giúp, chứ tính em cũng không phải tính không phải chủ động kiếm việc. Dạ. Nhưng mà yêu á, dạ, là không phải bạn gái nói yêu mới yêu nha. À dạ. Yêu là phải tự giác chủ động nha. Dạ. Bây giờ chắc phải cần có chất xúc tác á. Ừ, chứ giờ hỏi không biết đường trả lời đâu. Nắm tay bạn gái đó, nắm tay coi cái nắm, lúc nắm tay nhau vô nó như thế nào, nó con tim mình có rung động không? Em cảm giác em thì bây giờ anh tức ở nhà anh cũng chuẩn bị một bài hát thế. Dạ. Thì anh cũng chế từ lại, thành ra là anh hát thì có gì mà nó không được hay thì em chấp nhận. Vì thế chương trình hôm nay mong em bước cùng với em nhé, rồi từ đây tình ta đẹp đến mai sau, vun đắp tương lai dạng người, chung sống muôn vàn niềm vui. Thì đấy là cái lời tấm lòng của anh, thì có gì thì em suy nghĩ. Dạ, cũng hiểu không? Hãy suy nghĩ cho kỹ. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm, hình như là có bạn đã bấm rồi. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Đó. À, bạn trai rất là quyết liệt, bấm ngay từ giây phút đầu tiên luôn. Để nói lên trái tim bằng ấy, ánh mắt bằng ấy đã hướng về nhà gái. Chị thấy em còn rung rất là nhiều luôn á. Dạ.